X88 Nhà đất Hải Phòng xin kính chào quý khách. Quý khách đang được nghe thông tin từ kênh YouTube của X88 Nhà đất Hải Phòng và hệ thống Facebook, Zalo Nhà đất. Quý khách đang được chiêm ngưỡng căn nhà phố đẹp tọa lạc tại đường Cầu Cáp, Lê Chân, Hải Phòng và đang được giao bán với giá 2 tỷ 250 triệu, sổ đỏ chính chủ. Căn nhà có diện tích 25m², 3 tầng, thiết kế hiện đại đầy đủ công năng bao gồm phòng khách, phòng bếp, 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, phòng thờ, sân phơi. Tại tầng 1, phòng khách và phòng bếp thông nhau. Phía trước là phòng khách rộng. Đi sâu vào bên trong là không gian phòng bếp rộng rãi có sẵn kệ bếp. Quý khách đang được nghe thông tin từ kênh YouTube của X88 Nhà đất Hải Phòng và hệ thống Facebook, Zalo Nhà đất. Nhà nằm ngay đường to rộng 8m, kinh doanh buôn bán tốt, vỉa hè rộng 2,5m, ô tô đi lại thoải mái. Dân cư xung quanh đông đúc và nhiều tiện ích không thiếu thứ gì, chỉ 5 phút đi ra trung tâm thành phố. Khu vực các tầng bên trên được chia thành các phòng ngủ rộng và nhà vệ sinh khép kín. Chỉ với 2 tỷ 250 triệu là quý khách có thể sở hữu ngôi nhà phố 2,5 tầng, 25m². Hãy nhanh tay nhấc điện thoại lên để liên hệ. Quý khách đang được nghe thông tin từ kênh YouTube của X88 Nhà đất Hải Phòng và hệ thống Facebook, Zalo Nhà đất. Xin chân thành cảm ơn.